Xin chào tất cả mọi người. Em quay cho mọi người cây hoa mộc lan. Đây ạ. Hoa mộc lan đấy các bác nhá. Hoa mộc lan siêu lụ. Mộc lan siêu lụ. Cây cực kỳ đẹp luôn. Mộc lan. Mộc lan này là mộc lan siêu lụ các bác nhá, một trong những dòng hoa cây cảnh mà bán chạy nhất thị trường Việt Nam vào cuối năm, vào những dịp cuối năm nhá. Tại sao là vào những dịp cuối năm phải tầm này là cây nó sẽ ra hoa rất là sai. Cây nhà em về là hàng bầu bịch như này, rất là ổn định. Cây được trồng từ hàng bịch từ bên Trung Quốc, trồng là hàng bịch nha các bác nhá. Nên là về cây nó không bị chột cây. Mộc lan hoa nó như thế nào đây, hoa của cây mộc lan nó sẽ như thế này nhá. Hoa mộc lan nó như nào, hoa nó sẽ như này, hoa của nó rất là đẹp luôn. Cây mộc lan này thì phù hợp ở đâu? Tất cả các bạn khu vực miền Bắc đều trồng được. Tất cả các bạn khu vực miền Trung đều trồng được, tất cả các bạn ở khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông, Đà Lạt, Lâm Đồng là các bạn đều trồng được nhá. Các bạn ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Đà Lạt, Lâm Đồng là đều trồng được. Còn những bạn ở khu vực như là miền Nam như là Sài Gòn, Bình Dương, Bình Thuận, rồi là miền Tây như Bến Tre thì là các bạn không trồng được nhá. Tại sao không trồng được? Bởi vì những bạn ở khu vực nắng nóng thì cây này nó sẽ không ra hoa đâu, nó chỉ ra lá như thế này thôi. Và muốn nó ra hoa thì các bạn phải có mùa đông. Phải là nơi có mùa đông và khí hậu nó tầm 20 độ C thôi. Khí hậu nó mát mẻ thì các bạn sẽ trồng được mộc lan, còn nếu mà khí hậu không mát mẻ thì sẽ không trồng được mộc lan đâu. Đây cây đây ạ. Cây rất đẹp luôn. Mộc lan. Hoa mộc lan đấy ạ. Hoa mộc lan. Đường kính gốc của nó sẽ dao động vào vanh gốc của nó sẽ là vanh 7 đến 6 đến 7 phân. Vanh gốc hàng này hàng 6 đến 7 phân nha các bác nhá. Bác nào quan tâm cây này thì inbox vào Zalo số điện thoại em Thủy là 0911451210. 0911451210 các em. Mộc lan siêu VIP, siêu lụ. Siêu siêu Pro Max cộng cộng cộng. Đây. Cái thằng mộc lan này nó đi vào thị trường Việt Nam vào những năm là bao nhiêu nhỉ? Từ những năm 2016 17 nó đã bắt đầu đi vào thị trường Việt Nam rồi, và nó gây sốt lên một cái hiện tượng cực kỳ khủng khiếp vào năm 2019 2020 là nó sốt khủng khiếp luôn. Hồi đấy một giá một cây mộc lan như này nó tầm chục triệu. Nhưng bây giờ thì giá nó rẻ đi rất là nhiều rồi. Một cây mộc lan to như thế này giá chỉ có 2.5 triệu các bác ơi. Một cây mộc lan to như thế này giá của nó chỉ 2.5 triệu. 2.5 triệu một cây mộc lan đấy các bác nhá. Đường kính gốc của nó là 67. Đường kính gốc của nó là 67. 678. Đây ạ. Bác nào mua hàng thì inbox vào Zalo số điện thoại em là 0911451210. 0911451210. Đây. Gốc của nó tầm gốc của nó tầm 7 phân, 7 phân. Gốc 6 đến 7 phân nha các bác nhá. Cái thước lại vừa đi lang thang không biết vứt đâu rồi, để tìm trong ba lô xem có thấy thước không nhá. Để em lan tìm trong ba lô xem thấy thước không. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 thôi em. 0911451210.
Vanh 24 6318 67321 8324. Vanh 24 tức là đường kính của nó gần 8 đấy. Đường kính của gần 8 đấy, tỷ 8 x 3,14. Vanh gốc của nó là vanh 7, đường kính gốc của nó là 78 nhá. Đường kính gốc của nó là 78, em Thủy bán bao tiền? Em Thủy bán chỉ có 2.5 triệu một cây. Bao giá rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn, bao giá rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn. Giá lẻ của em có 2.5 triệu một cây thôi, giá sỉ của em sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cây gì đấy em? Cây này cây hoa mộc lan nhanh nhá. Hoa mộc lan thì hoa như nào, bởi vì bây giờ nó không có hoa này là rất là khó cho mọi người hình dung, để em tra mặt hoa ở cái điện thoại khác cho các bác xem nhá. Cây này là một trong những dòng hoa mà bán chạy nhất thị trường vào những dịp cuối năm. Năm nào nó cũng sốt luôn, và mấy năm trước một cái cây to như này giá của nó 5 đến 7 triệu, thậm chí có những năm mà nó 10 triệu một cây đây ạ. Hoa là như này nhá. Hoa là như này ạ. Hoa mộc lan. Các bác trồng là đến cuối năm là hoa chi chít luôn. À, cây này mình có bán cho một cô khách nha, cô mang lên trên mộ của bố cô ấy, trồng ở trên mộ ở tận trên Ba Vì. Năm nào hoa cũng sai lúc lỉu luôn, mà mặc dù ở trên cái phần mộ đấy là không có người chăm sóc đâu. Cái khu mộ đấy là khu mộ của người giàu ấy, người ta trồng ở đấy thì là cũng không có người chăm sóc mấy. Mà nó vẫn ra hoa chi chít. Thì mọi người biết là cái hoa của cây này nó khỏe như nào luôn rồi. Hoa mộc lan đấy ạ. Cây này thì các bạn trồng thoải mái, trồng làm cảnh, trồng nói chung là mình thích trồng ở đâu thì mình trồng. Nó không kén, kể cả mình thích trồng nhà chơi cũng được, trồng đình chùa rồi này, trồng các khu du lịch. Hôm vừa rồi em có khách trồng khu du lịch đấy, là người ta lấy trồng cái hàng này các bác trồng thành một dãy đi. Trồng một dãy hàng dài luôn. Cái này các bác trồng thành một dãy, trồng thành một hàng dài. Thì lên hình set up view, lên hình cực kỳ đẹp luôn. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em Thủy là 0911 451 210 hoặc 0969 162 214. Đường kính gốc của nó là 78 nha các bác nhá. Đường kính gốc là 78 ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo giúp em nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Em xin phép tắt like đây.